Nghịch lý ông vua hot girl tour, thành bại cũng vì hot girl tour. Xa hoa tột bậc trên sàn diễn, nhưng lại lỗ nặng về mặt kinh doanh. Đó là câu chuyện của Christian Lacroix. Những năm 1980-1990, Christian Lacroix được các trang báo hàng đầu mệnh danh là ông vua hot girl tour với những bộ sưu tập xa hoa choáng ngợp. Vốn theo học chuyên ngành lịch sử nghệ thuật, nên các thiết kế của ông được đánh giá cao khi kết hợp nhiều yếu tố vương giả cổ điển gắn liền với lịch sử. Trang phục của ông được giới thượng lưu trên khắp thế giới như công nương Diana, minh tinh Nicole Kidman, Helen Mirren khoác lên mình. Nhưng ngay trong thời kỳ hoàng kim, ở trên đỉnh vinh quang, thì thương hiệu của Christian lại thất bại nặng nề về mặt kinh doanh. Theo ước tính của The Guardian, trong suốt 22 năm tồn tại, nhà mốt này đã lỗ tới 150 triệu euro, tương đương khoảng 4.000 tỷ đồng. Thiết kế của ông được đánh giá là không dung hòa giữa tầm nhìn nghệ thuật và lợi nhuận tài chính. Trang phục có quy trình sản xuất tốn kém, vật liệu đắt đỏ nhưng khó mặc, kén người. Trong show diễn hot girl tour cuối cùng vào năm 2009, chỉ có 24 mẫu váy được ra mắt do thiếu thốn về tài chính, vải vóc, nhân sự. Chính Christian Lacroix đã phải tự chi trả một phần chi phí, cộng thêm sự hỗ trợ từ nhiều bạn bè, chuyên viên trang điểm, người mẫu, quán ăn để tổ chức được sự kiện lần đó. Năm 2009, Tòa án Thương mại Pháp phán quyết chấm dứt hoạt động sản xuất trang phục của thương hiệu. Năm 2010, Lacroix cắt đứt mọi phương thức liên hệ với thương hiệu, rút lui khỏi ngành thời trang. Mỗi khi nhắc đến Lacroix, giới mộ điệu không khỏi thở dài với